Thiệu các bạn, đây là giống bắp nếp lai với một nếp Thái Hồng, giống xuất xứ từ Thái Lan và được phân phối bởi công ty Nova. Gỗ này là gỗ 50 g, đặc trưng là hạt có hai màu trắng và hồng xen kỹ lẫn nhau. Giống bắp nếp Thái Hồng có hương vị đặc trưng của giống bắp nếp nù truyền thống, khi luộc thì mềm dẻo thơm ngon nếp từ hạt. Còn cách trồng, hàng cách 2 từ 70 đến 75 cm, cây cái cây là 25 cm, lượng giống trung bình từ 1,1 đến 1,2 kg trên 1.000 mét vuông, giống trong được quanh năm. Đây là mặt trước bao bì, mặt sau bao bì có ghi thông tin về hạn sử dụng, độ nảy mầm trên 85%. Đây là đặt giống, thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình.